Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần Jarit Yaka. Cần do Daiwa China sản xuất, hàng xuất Nhật. Chiều dài 1m8 các bạn. Đây, tem nội địa Nhật này. Made in China, chiều dài 1m8 ạ. Đốt ngọn là 2 ly các bạn, cần câu biển, cần này rất cứng, chiều dài 1m8, cứng, không có độ này, chơi bạo lực. Daiwa khoen hai chân, khoen ca và khoen bướm, 9 khoen cả đầu alo các bạn nhé. Rất đẹp, còn rất mới. Đấy, vừa đang xin giới thiệu các bạn cần Jarit Yaka của Daiwa sản xuất. Đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.